Xin chào các bạn, trên tay mình là Sigma 1850 F2.8 và mình đang lắp trên Sony ZV-M10. Thì trong clip ngày hôm nay hãy cùng mình khám phá xem là Sigma 1850 F2.8 này thì nó có những cái ưu điểm gì và nó có những cái nhược điểm gì. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta lắp trên Sony ZV-M10 thì cần phải lưu ý những gì? Ok. Bây giờ thì mình sẽ test quay chụp ở ba tiêu cự, đó là tiêu cự 18, tiêu cự 35 và tiêu cự 50. Mình sẽ test nhanh ở ngoài trời nha. Bắt đầu. Và bây giờ mình sẽ thử cái tiêu cự 50 trước đi. Đây, khoảng cách mình đang đứng với bạn này là các bạn thấy là khoảng tầm 1 mét ha. Mình sẽ thử cái tiêu cự 50 trước đi. Rồi, chụp nha, 3, 2, 1. Rồi, chụp nữa nè. Đúng rồi, 1, 2, 3. Đang để max khẩu là 2.8 nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tiêu cự là 35 nha. Rồi, vẫn vị trí này nha. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi mình sẽ thử tiêu cự là 18 nha. Tiêu cự 18 thì các bạn sẽ thấy là thấy cả chân luôn rồi, nhưng mà đồng thời chúng ta sẽ thấy luôn cả cái anh ngồi sau luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình test cho các bạn coi thì mình vẫn cố tình ở góc này không nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quay cận cảnh cho các bạn xem cái lens Sigma 1850 f2.8 nha. Và khi lắp trên Sony ZV-M10, các bạn nhìn nè, nó rất là nhỏ gọn luôn. Đó. Và khi mình tháo cái hút ra thì các bạn thấy nè, trời ơi cực kỳ nhỏ luôn. Ở đây nó có hai vòng, là vòng focus khi các bạn sử dụng manual và cái vòng zoom. Đây là tiêu cự 50 và đây là tiêu cự 18. Cái vòng zoom này cũng khá là mượt, nhưng mà đến cái tiêu cự 35 và tiêu cự 50 thì bắt đầu nó sẽ hơi nặng nha. Rồi, nó có cái filter là 55, size filter khá là nhỏ. Nhìn chung thì cái lens này nó đơn giản, nó nhỏ, gọn, nhẹ và cũng khá là đẹp. Phần build của lens Sigma thì mình rất là thích nha, mình thích hơn là lens Tamron. Nó có một cái răng cao su nè, đó, răng cao su ở đây. Nên khi mình lắp vào body nó rất là chặt nha, rất là nặng. Nên mình nghĩ là nó có khả năng kháng nước cũng như là kháng bụi bẩn rất là tốt nha. Rất là nhiều bạn hỏi mình là mua cái lens nào đa dụng cho Sony ZV-M10 thì mình luôn khuyên các bạn là mua Sigma 1850 này nha. Mình chẳng nhận tài trợ của thằng nào hết, nhưng mà mình thấy cái lens 1850 này lắp vào nhìn cái body và nhìn cái combo nhìn nó rất là hài hòa nha. Cái lens này thì nó có đặc điểm, đó là tiêu cự của nó rất là đa dụng, đó là 18mm và cho tới 50mm. Khẩu độ của nó là khẩu độ 2.8. Về chất lượng của lens thì mình sẽ đánh giá ba tiêu cự thôi, đó là tiêu cự 18, tiêu cự 35 và tiêu cự 50 ha. Rồi bây giờ mình hãy vào cái tiêu cự 18 trước đi. Đầu tiên nói về độ nét đi. Ở tiêu cự 18 và khẩu F2.8 thì cái lens này nó khá là nét nha, nó nét ở trung tâm. Và khi các bạn khép khẩu như là F4, F5.6, F8 thì nó vẫn nét nha. Rồi về cái khả năng mà nét ở rìa thì nó khẩu 2.8 nó cũng vẫn nét nha. So với những cái tiêu cự khác thì nó vẫn nét, nhưng mà nó sẽ không nét bằng khi mà chúng ta chụp ở chính giữa tấm ảnh. Và độ nét của nó cũng sẽ tăng dần khi mà các bạn khép khẩu ở F4, F5.6 và F8. Có một điểm trừ trên cái lens này khi mà các bạn sử dụng tiêu cự là 18mm, đó là nó bị cong, nó méo rất là nhiều nha. Mình cảm giác là mình thấy là cái tấm ảnh mà khi mà chúng ta chụp ở tiêu cự 18mm này nó rất là méo nha. Các bạn muốn khắc phục tình trạng méo hình thì các bạn vào đây nha. Đó, mình sẽ để cái thông tin trên đây cho bạn coi. Kiểm soát viền tím thì trên cái lens này mình thấy nó kiểm soát cũng khá là tốt rồi. Nói chung là bây giờ Sigma người ta làm lens cũng rất là ok. Tại khẩu độ F2.8 dù các bạn chụp ở tiêu cự 18, 35 hay là 50 gì đó thì nó vẫn bị tối bốn góc nha. Bắt buộc các bạn phải khép khẩu nó là F4 hoặc là F5.6 thì cái hiện tượng tối bốn góc nó sẽ bớt đi. Trong cái điều kiện mà các bạn chụp chân dung đi thì cái việc mà tối bốn góc thì đối với mình nó không quá là quan trọng. Tại vì khi chúng ta chụp chân dung thì thường thì mẫu nó sẽ nằm ở giữa, hoặc là nó sẽ chỉ nằm một lệch một góc 3/4 thôi. Thì những cái khu vực là tối bốn góc nó cũng không ảnh hưởng gì đến với mình cả. Mình có thể sử dụng Lightroom để mà mình can thiệp được, hoặc là mình để im như vậy luôn. Tại vì tối bốn góc thì nó sẽ làm cho cái mẫu của mình trông nó nổi bật hơn. Tia trên cái tiêu cự 18mm này thì nó sẽ xuất hiện khi các bạn khép khẩu ở F11 và tia của nó bắt đầu hình thành đẹp hơn ở F16.
Nhưng mà mình vẫn không đánh giá cao về cái tia trên chiếc Sigma này nha. Mình thấy tia của nó không có được đẹp cho lắm. Tương tự thì ở tiêu cự 35 cho đến tiêu cự 50, tia nó cũng vậy, nó cũng không có gì là xuất sắc cả. Nói chung là tia xấu. Khả năng chụp macro hay là chụp close up vậy? Mình nói như thế nào cho chính xác nha? À, mình nói chụp macro đi, tại vì mình thấy nó rất là gần nha. Cực kỳ gần luôn, mình thấy đó, mình đưa một cái ống kính vào một cái vật thể nào đó, mình thấy nó muốn đụng vào cái lens của mình luôn đó. Nó rất là gần luôn và cái chi tiết của nó lên rất là tốt luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý, tất cả các tiêu cự thì các bạn chụp macro hay là chụp close up thì các bạn phải khép khẩu lại nha. Nếu mà các bạn ham hố mở khẩu lớn quá thì lúc này cái vùng nét của chúng ta nó rất là mỏng và nó không thể nào thấy rõ được cái chủ thể mà mình muốn chụp. Nên nếu mà các bạn chụp sát như vậy thì các bạn nên để khẩu khoảng F4, là ít nhất là F4 nha. Hoặc là các bạn có thể là khép 5.6 hoặc là F8 và các bạn bổ sung thêm đèn để cho cái tấm ảnh của chúng ta nó đẹp hơn. Còn ở tiêu cự 35 và tiêu cự 50, cái khoảng cách lấy nét của nó cũng khá là gần. Đó, các bạn xem hình các bạn thấy nè, đó. Khoảng cách khá là gần, chưa tới một gang tay là có thể chụp được rồi. Và lúc này các bạn để khẩu độ là F5.6, ok, các bạn sẽ có những tấm ảnh rất là đẹp. Nói về bokeh ha, ở tiêu cự 18mm này thì bokeh nó sẽ xuất hiện khi mà các bạn dí sát vào cái chủ thể thì lúc này nó sẽ xuất hiện ha. Tại vì các bạn biết mà, tiêu cự 18mm là tiêu cự khá là rộng nên khi muốn xuất hiện bokeh thì cái khẩu độ của chúng ta, ngoài cái việc là khẩu độ lớn thì nó còn phải có một cái yếu tố nữa là cái khoảng cách từ máy ảnh cho đến cái chủ thể và cũng như là khoảng cách từ chủ thể cho đến cái background. Thì tấm ảnh mình chụp các bạn thấy, mình để rất là sát vào cái phuộc của chiếc xe thì lúc này thì nó sẽ xuất hiện cái bokeh tại cái khẩu độ là F2.8. Mình thấy bokeh lên cũng đẹp, nói chung là độ xóa phông lên là nhìn cũng khá là mịt mù á đó. Và đến khoảng khẩu 5.6 là mình không test nữa, thì mình nghĩ rằng 5.6 là được rồi, không có test cái F8 làm gì hết. Rồi bây giờ mình nói về tiêu cự 35mm ha. Cái tiêu cự 35 này là tiêu cự mình rất là thường xuyên sử dụng khi mà mình chụp chân dung rồi chụp đi chơi các kiểu. Ở cái khẩu độ F2.8 tại tiêu cự 35mm này thì mình đánh giá là cái độ chi tiết lên cũng khá là ổn nha. Khi mà chúng ta khép khẩu F4, F5.6 thì nó rất là nét. Và cái contrast của nó lên, độ tương phản của nó lên rất là ok. Tương tự như 18 thì 35 và 50mm đều bị tối bốn góc khi mà để khẩu F2.8. Về độ nét ở vùng rìa thì mình thấy ở tiêu cự F2.8 và F4 nó cũng xem nhau. Nói chung là nó sẽ không có quá là nhiều sự chênh lệch, nó chỉ chênh lệch về cái độ tương phản thôi. Và khi bạn để F5.6 thì nó rất là nét nha. Nói chung thì cái lens này mình thấy cũng khá là nét, khá là ok. Tương tự thì khi chúng ta chụp close up, chụp macro thì cái khả năng chụp của nó cũng rất là gần. Và ở khẩu độ F2.8 thì cái độ chi tiết của nó lên không có thực sự tốt, cũng như là cái độ tương phản lên không tốt. Tuy nhiên thì khi các bạn ép ở khẩu độ 4 hoặc là khẩu độ 5.6, lúc này cái độ tương phản lên rất là ok và cái độ chi tiết lên rất là tốt. Về bokeh thì cái tiêu cự 35mm này thì cái bokeh nó cũng ok, cũng được. Nói chung thì cũng không có gì đặc biệt cả. Mình thích bokeh ở tiêu cự 50mm hơn. Thì với tiêu cự 50mm này thì các bạn sẽ có một cái độ nét cũng khá là ok nha. Mặc dù là khẩu 2.8, khẩu lớn nhất thì độ nét nó lên vẫn rất là ổn. Nó chỉ có là ở vùng trung tâm nó sẽ hơi sót một xíu thôi và cái độ tương phản của nó hơi thấp. Nó cũng giống như là 35mm là cái độ tương phản của nó sẽ không tốt lắm. Nhưng mà khi các bạn khép khẩu ở F4 hoặc là F5.6 là độ tương phản nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái tấm ảnh chụp ở khẩu độ F2.8, sau đó chúng ta hậu kỳ lên thì mình nghĩ nó cũng ok thôi, không có vấn đề gì cả. Ở rìa cũng vậy ha, ở rìa thì tại khẩu độ F2.8 thì nó cũng sẽ hơi sót và nó dần dần nó sẽ nét ở khẩu độ F4 và F5.6 bắt đầu nó sẽ nét. Về cái khả năng lấy nét thì mình đánh giá cái lens này lấy nét rất là nhanh, chính xác và rất là êm nha. Mặc dù là lens 4 nhưng mà lấy nét rất là êm. Có một cái lưu ý đó là quay hoặc là các bạn chụp mẫu hơi xa một xíu á, lúc này thì nó sẽ khó bắt nét cái khuôn mặt nha. Nói chung là lúc này người mẫu của các bạn phải đứng sau cho dễ thấy mặt nhất nha. Nếu mà chỉ cần là đứng mà lấy tay che gì đó thì nó sẽ không có thấy được cái khuôn mặt. Nói về quang sai, nói về viền tím, nói về flare các kiểu thì rất tiếc là cái lens này mình mượn trong cái thời điểm rất là nhanh và không có quá nhiều thời gian để mà mình test. Tuy nhiên thì mình có chụp một vài tấm ảnh mà các bạn có thể thấy này, mình chụp ngược sáng, ánh sáng mặt trời đánh ngược vào luôn thì mình đánh giá là cái khả năng xử lý viền tím cũng tốt nè, flare cũng tốt. Nói chung là trong cái tầm giá này, ở một cái lens đa dụng có khẩu độ lớn thì mình hài lòng với những gì mà em nó mang lại. Về quay phim ha, quay phim thì khi các bạn lắp trên Sony ZV-M10 này thì các bạn sẽ có những cái lưu ý như sau. Ở cái tiêu cự 18mm này là tiêu cự nói chung là nó rộng, nhưng mà khi các bạn quay ở chế độ 4K thì nó bắt đầu nó sẽ hẹp hơn
Và khi các bạn bật thêm cái chống rung active lên thì nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì mình đã có làm một cái clip cho các bạn xem thử là chế độ Full HD này, chế độ 4K này, rồi khi mà các bạn bật chống rung và tắt chống rung lên thì nó sẽ cho góc nhìn như thế nào. Thì đây, thì các bạn hãy xem clip nha. Nên theo mình, nếu mà các bạn sử dụng cái tiêu cự 18mm này để các bạn làm vlog đó, cầm lên đi và nói như thế này, thì ở tiêu cự 18mm này nó chỉ phù hợp khi các bạn đi gimbal nè, khi các bạn sử dụng cái chế độ là quay Full HD nè. Còn nếu mà các bạn quay 4K và các bạn bật chống rung lên thì lúc này cái góc của chúng ta nó rất là hẹp đó, rất là hẹp luôn. Nên khi mà bạn nào mà muốn làm vlog vừa đi vừa nói như thế này thì nên cân nhắc trước khi mua cái lens này. Còn không thì các bạn phải đánh đổi bằng cách là tắt chống rung và các bạn phải chỉ quay ở chế độ là Full HD thôi nha. Thì nói chung là chúng ta đánh giá một cái lens thì chúng ta phải dựa vào những gì nó đạt được so với cái giá bán của nó, chứ không phải là cái gì chúng ta cũng muốn nhưng mà lại muốn một cái giá rất là thấp là không được. Thì mình đánh giá cái lens này khá là ổn. Nếu mà mình đánh giá thì mình đánh giá em nó là 8/10. Rồi đây là một vài clip ngắn mà mình quay bằng cái lens này, mình quay S-Log3 và mình có hậu kỳ, thì mình cũng sẽ để cho các bạn xem được là phay góc nó như thế nào ha. Mình đang quay ở chế độ là 4K 25 hình trên 1 giây S-Log3 nhé. Mình quay sơ sơ cho các bạn hình dung được là ở tiêu cự đó, ở góc đó thì nó sẽ như thế nào. Tóm lại thì cái lens này nó sẽ có những cái ưu điểm nhược điểm gì? Đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm ha. Thứ nhất, nó có một thiết kế đẹp. Thứ hai, đó là nó là một cái lens nhỏ gọn và nó rất là phù hợp cho máy ảnh Sony ZV-M10 như thế này, cũng như là những dòng máy ảnh crop khác của Sony. Cái thứ ba, đó là nó có khả năng AF rất là nhanh, chính xác và êm. Cái thứ tư, đó là cái chất lượng hình ảnh, độ nét của nó thì khá là ổn. Nói chung là những cái lens Sigma mình đánh giá khá là cao về cái độ chi tiết khi mà chúng ta chụp hoặc là quay. Cái tiếp theo nữa đó là nó nét ở rất là nhiều tiêu cự nè, 18, 35 và 50. Tại vì có những lens đó các bạn chụp nó sẽ nét ở cái tiêu cự đó, nhưng những cái tiêu cự khác nó rất là sharp nha, nó không có nét. Cái tiếp theo nữa đó là cái khả năng ly nét của nó rất là gần, đặc biệt là ở tiêu cự 18mm cực kỳ gần luôn. Và tương tự tiêu cự 35, tiêu cự 50 khoảng cách cũng rất là gần, chưa tới một gang tay. Như vậy thì nó sẽ cho chúng ta chụp được những tấm ảnh rất là thú vị. Một cái lens mà các bạn có thể làm được nhiều thứ này, chụp food này, chụp sản phẩm này, chụp chân dung được luôn, làm vlog được luôn, quay travel, quay các kiểu, nói chung là cái gì nó cũng làm được hết. Thì mình nghĩ cái lens này nó rất là ok. Và thêm nữa là cái lens này thiết kế có weather seal gắn vào rất là chắc chắn, khả năng kháng bụi, kháng nước ok. Nói chung là kháng nước thì các bạn lưu ý là những cái tia nước thôi nha, chứ không phải đổ nước vào nha. Lúc này thì cái máy của các bạn hư trước chứ không phải là nói về cái lens. Rồi những cái nhược điểm cũng như là những cái mà mình không thích trên cái lens này, đó là ở tiêu cự 18mm nó khá là méo nha. Nó vẫn có cách để chúng ta khắc phục được đó, mình đã nói ngay trên đầu clip á, là chúng ta khắc phục được. Tiếp theo nữa là nó bị tối bốn góc. Tối bốn góc á thì nó sẽ bất tiện cho những ai mà không biết chỉnh sửa Photoshop nè. Nhưng và với những bạn mà biết chỉnh sửa Photoshop các kiểu thì các bạn có thể xử lý được. Rồi nếu mà các bạn quay clip thì sao? Khi các bạn bật chế độ chống rung thì nó bị crop khá khá. Thì chính cái crop đó là những cái khu vực mà chúng ta bị tối bốn góc đó, nên cũng không ảnh hưởng gì. Nói chung là nhược điểm nhưng mà mình đều có cách để mà giải quyết ha. Rồi còn gì nữa không ta, còn gì để nói nữa không ta, chắc hết rồi đó. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment cho mình nha. Nhớ bấm đăng ký kênh, like hoặc là share nếu các bạn thấy clip này hữu ích. Bye bye.